À, chồng kêu à, mới ngủ dậy về cũng một món này là bánh à, bánh giò, một cái bánh giò, hai cái bánh giò, thêm cái bánh giò bên này nữa là ba cái bánh giò. Rồi xôi là một hộp nè, hai hộp chua chua mua gì dữ ăn đây trời. À, bánh dày lợn nè các bạn, bánh dày lợn ở Mỹ còn ăn bánh dày lợn. Bạn kiểu nhiều đứa nói trời ở Mỹ cũng ăn bánh dày lợn không, có hết ở Mỹ cái gì cũng có hết nha. Đũa cái này là phần bánh cuốn, cái này là hai mẹ con ngủ dậy thấy mớ đồ ăn, chồng kiểu mua về ăn sáng là ba cái bánh giò, xôi cút, xôi lạc xưởng, bánh dày lợn với lại cái này là chắc bánh cuốn hả, rồi bánh ướt có chẻ, bánh ướt chẻ hấp dẫn ha, hỏi xôi hấp dẫn với xôi. À, thì đang quay nửa chừng chưa xong, chồng kia anh gọi về nhà thì xong mất luôn cái video đó, giờ Kiều quay lại thì đây là cái phần bánh cuốn của Kiều đang ăn nè. Hả, phần bánh cuốn của Kiều đang ăn thì gồm lộn, quên quên miết, thì mang bánh cuốn sao quên miết, cái này là bánh ướt, bánh ướt nha, bánh ướt, bánh ướt chả lụa, rồi một ít đường ngò và giá với lại nước mắm, và họ cho một miếng này nè, này hành hành phi á, hành phi để lên trên nè đó. Trời, nó nói lâu rồi không ăn bánh ướt, bánh cuốn, tôi nhớ bánh cuốn lụi nãy giờ nói bánh cuốn hoài, này bánh ướt. Nước thì họ cũng làm mà cũng y như bên Việt Nam thôi, nhưng mà ở bên đây họ thích ăn hành phi các bạn, cái gì không bỏ hành phi vô trơn trọi, nên là cái bánh bánh này đó là cái bánh ướt, xong họ bỏ hành phi vô bên trong như vậy đó. Chả lụa này ngon. Nãy cho Sophia ăn rồi. Nói chung là bữa nay á, bánh này nè, bánh giò Sophia ăn hết được 95% của cái bánh giò, mừng rớt nước mắt luôn các bạn, ăn hết 95% cái bánh giò này, nó cỡ gì nè, ăn hết luôn nha, mừng rớt nước mắt luôn đó. Thì không biết sao chồng Kiều anh cũng mua bánh để lợn về anh ăn miếng nè, sao mua xôi để đây, sao không không đem làm ăn đây cũng không biết nữa. Bánh giò xôi mua để đây sao không thấy em đi làm ăn, chắc quên sao chứ nãy Kiều cũng không để ý. À, bên này thích ăn hành phi, ăn món gì cũng có hành phi, ăn nó cho nó thơm lắm đó, thì bỏ vô ăn chung, ăn chung nó cũng ngon, cái này giòn đụm đụm đụm. Bên này thích ăn hành phi lắm, quên đi chứ. À, mời cả nhà cùng ăn bánh ướt với Kiều nha. Sau về thì ăn xong rồi, chồng kia cũng đi làm. Bây giờ Kiều ăn. Đó, giờ Kiều ăn rồi, giờ cũng nằm kiếm rồi. Ăn xong rồi thì xuống Kiều kho nồi thịt. Kho nồi thịt kho tàu. Hai chồng Kiều thích ăn thịt kho tàu lắm. Còn Sophia thì cũng thích ăn cá trứng nữa. Có một tuần, có khi một tuần làm một nồi thịt kho tàu, có khi một tuần làm hai nồi. Nói chung nhà để thích ăn thịt kho tàu á. Mấy bữa mà Kiều đi gửi đồ về Việt Nam á, vô đó nôn nao dễ sợ luôn á. Mấy cô có nhiều, mấy cô mấy chú mà đi về Việt Nam á, thường thường là đi về một Việt Nam á, là một người nó sẽ cho free 50 pound hành lý, là 50 pound miễn phí, là rinh là tối đa được hai cái thùng, mình để đồ mình đi về Việt Nam họ cho free. Ngoài ra mình muốn mua thêm ký á, là mình sẽ đóng thêm tiền đó. Thì cũng có nhiều người ở bên này á, họ ăn đồ ăn thức uống ở bên Mỹ quen rồi, đâm ra là khi mà họ về Việt Nam á, họ ăn đồ ăn thức uống họ không có quen, họ không có hợp khẩu vị á, nên là cũng có nhiều người dở thùng 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 trăm bao, trăm mấy chục bao luôn á, mua là mắm muối đường bột ngọt nước tương xịt dầu, rồi mua mấy cái đồ ăn như miếng rồi này nọ nọ kia bên Mỹ, những cái đồ ăn mà nấu ăn đồ đó mua quá trời luôn, rồi mua thêm đồ ăn hộp nữa đem về Việt Nam để đặng mà nhớ mùi Việt Nam, hay ăn mùi Việt Nam mà nhớ mùi Mỹ, ăn mùi Mỹ á. Xong cũng có nhiều cô chú mua xong mà gửi thùng về chu thử trăm bao, nói là gửi đồ họ cho hành lý free rồi mang đồ về, ở này đem về thêm. Trời, thấy nôn nao hết sức luôn, Kiều thấy nôn nao hết sức là cũng mấy rồi. Tết này là Tết thứ ba, ba mùa đông và ba mùa Tết chưa có mặt ở Việt Nam. Chưa về
Đó thì cũng biết khi nào mới đủ cơ hội về thăm Việt Nam đây. Thế vậy chứ nhà Kiều cũng nghèo các bạn ơi, chứ không trẻ giàu có gì trơn trọi đó. Tùy theo nha, hồi bữa là Kiều thấy bữa tháng 11, cuối tháng 11 á, là có người bạn đi từ Mỹ về Việt Nam, là cái vé máy bay á là đi của Hàn Quốc là mua 4.000 đô, là tương đương tầm 90 triệu tiền Việt Nam, là vé khứ hồi là đi về Việt Nam và đi bay lại Mỹ á, đi của hãng Hàn Quốc à, là mua hồi cuối tháng 11, là mua xong mình đi về luôn á, 4.000 đô đó, mắc dễ sợ các bạn. Kiểu một vé một người khứ hồi đó thì nhân lên nhà Kiều hai người lớn một em bé nữa là nhiều, là tiền vé hết mấy trăm triệu rồi, chưa tính tiền ăn tiền uống tiền ngủ nghỉ rồi các thứ này kia. Chú về Việt Nam gửi hàng gửi hóa về nhiều thì mình cũng hỏi thăm tí xíu, tại vì cũng đứng người này đứng gửi tiền về Việt Nam, người này đứng gửi tiền về Việt Nam, người kia đứng gửi tiền về Việt Nam, mà nó đông mà đứng sắp hàng luôn các bạn, đông mà đứng sắp hàng tại vì chuẩn bị Việt Nam là khoảng tầm hơn 10 ngày nữa là Tết rồi đó, cho nên là người người tranh thủ ra những cái chỗ mà gửi tiền về Việt Nam á, tranh thủ gửi tiền về Việt Nam để bà con dòng họ bên Việt Nam có một ít quà một ít tiền để mình sắm sửa đồ để mình chuẩn bị đón Tết đó. Rồi cũng có nhiều người thì họ cũng tranh thủ về Việt Nam để mà họ ăn Tết, và cũng có nhiều người tranh thủ về Việt Nam họ họ ăn Tết nữa đó, cho nên là đông lắm đứng sắp hàng. Thì cũng xong rồi Kiều cũng hỏi thử giá vé mua về Việt Nam là bao nhiêu đó, Kiều cũng hỏi thử. Xong Kiều cũng hỏi thử là cô chú mua vé vé về Việt Nam bao nhiêu vậy cũng hỏi thử, thì cô chú nói là cô mua vé vé về Việt Nam 1.200 về Việt Nam, là vé khứ hồi trên một người 28 triệu cho một vé máy bay đó, là mới mua bây giờ nè, mà cô chú nói là mua cô chú canh mua trước đó rồi, trước đó mấy tháng rồi á, thì cô chú đi hãng 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 Thái Lan, đó, quá cảnh qua Thái Lan, còn mình đi hãng Hàn Quốc thì mình quá cảnh qua Hàn Quốc, thì mình quá cảnh qua Nhật Bản đó, còn mình đi hãng Taiwan mình quá cảnh qua Taiwan, nói chung mình đi hãng nào thì sẽ quá cảnh qua ở hạ ở cái đất nước đó đó. Thì đó rồi cái mới thì đây cũng mới vừa điện thoại tức thì đây luôn, mới vừa điện thoại tức thì đây luôn đó, thì cái cô kia cô cũng nói cô cũng mới mua được cái vé máy bay mà về sau Tết, là cô mua trước đây cách đây mấy tháng rồi, nhưng mà cô không có về tháng 1 mà cô về tháng 3, tháng 4 lận các bạn, là cô mua tranh thủ mua trước đó cũng hơn một năm rồi. Cái phí là 900 đô khứ hồi trên một người đó. Nói chung là nó giá vé máy bay á, thì nó có đủ rất là nhiều loại, rất là nhiều giá vé và cũng có rất là nhiều hãng, và cái quan trọng là mình mua thời gian nào. Có những người người ta mua trước đó 1-2 tháng, có những người ta mua trước đó 4-5 tháng, có những người ta mua trước đó 6-7 tháng, 7-8 tháng đó tùy, nên là giá vé máy bay nó cũng thay đổi nhiều. Nhưng mà hiện tại là Kiều thấy là bây giờ là giá vé máy bay nó đã giảm nhiều rồi, chứ còn hồi lúc trước thì một người là 4.000 đô, 5.000 đô một vé máy bay. Hồi lúc trước mà cái thời điểm mà hồi hè năm 2021 á, giá vé máy bay 6.000 đô. Thật thiệt chơi với luôn, giá vé máy bay 6.000 đô là tương đương tầm gần 140 triệu, 130 mấy triệu một vé trên một người khứ hồi. Đau đầu đau óc luôn á các bạn, đó là chưa tính các chi phí là mình mua, phải mua quà mua cáp về biếu dòng họ anh em này kia các kiểu, rồi còn đi ăn đi uống đi chơi rồi sinh hoạt rồi du lịch rồi phải ở khách sạn rồi đi di chuyển bằng máy bay hay đi bằng taxi hay đi ăn nhà hàng, nói chung nó rất là nhiều sự phát sinh xảy ra. Cho nên á, một người về Việt Nam mà bèo lắm nha, bèo 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 lắm cũng phải tầm có gần cái 100 triệu một người á, tại tiền vé máy bay là hết nhiêu rồi, tiền vé máy bay mà rẻ nhất cũng gần 30 triệu rồi các bạn, đúng không? Dạng Thái Lan đó mua vé 28 triệu á, khứ hồi một người á, là cổ cũng cũng canh mua trước đó 4-5 tháng chứ đâu có ít đâu các bạn. Còn cái cô mà mua được cái vé 900 đô là cô đã mua trước đó 7-8 tháng rồi, có nghĩa như tháng 3, tháng 4 năm nay cô mua thì khoảng tháng 8, tháng 9 năm trước cô bắt đầu cô săn vé nên mới có được cái vé giá rẻ đó. Thì các bạn đi tiền vé không một người cũng hết cả 70-30 triệu đi, cho là giá vé 30 triệu đi, rồi còn ăn uống 70 triệu sao đủ một tháng
không thể nào đủ. Cho nên một người mà về Việt Nam nên nó bèo dữ lắm, phải là 100 triệu là một trên một người, mà phải tiêu theo kiểu mà gói hiếm. Tại về tiền vé máy bay từ sân Sài Gòn về tới nhà của mình, rồi tiền khách sạn, rồi tiền ăn, tiền uống. Chẳng lẽ về Việt Nam ở trong nhà không, cũng phải đi ăn, đi uống, không phải giao tiếp, giao lưu, rồi du lịch một tí xíu. Mà theo cái kiểu bèo dạt mây trôi lắm, thì Kiều nghĩ một người bèo lắm cũng phải là 100 triệu là bèo á. Còn nếu mà sang sang á, ngon ngon cho nó thư thể tí xíu á, thì một người tầm 150 triệu đó. Còn nhà kiểu dù như ba người đi về đó là bèo đó cũng phải 400 triệu. Tại vì em biết phí máy bay cũng tính mà, đúng không? Thì như nhà Kiều ở Nha Trang thì cũng phải đi về Sài Gòn, Sài Gòn rồi phải về Nha Trang, đó không? Nha Trang là phải đi taxi từ sân bay Cam Ranh rồi về tới Ninh Hòa. Đó, thì nó cũng có mất là nhiều chi phí, rồi mình còn phải ở khách sạn, rồi phải ăn uống, rồi này kia các kiểu. Nhà Kiều mà về Việt Nam á, bèo lắm nha, hai người lớn một đứa em bé, bèo lắm cũng phải là 400 triệu, đó là giá bèo á. Còn mà để mà thư thể luôn á, thư thể cho nó thoải mái một tí xíu nha, thoải mái tí xíu là tầm 500 triệu. Cho cái mùa dịch bệnh này hiện tại là cái giá vé là nãy Kiều nói là tầm 30 triệu một vé trên một người đó, thì nhà Kiều mà về mà thoải mái lắm phải là 500 triệu. Chứ còn mà thời điểm mà lúc trước hay hồi Tết năm ngoái hay hồi hè 2021 vừa rồi, giá vé có giá là 4.000, 5.000, 6.000 đô thì nhà Kiều về chắc các bạc tỷ. Tại một vé máy bay đang 100 mấy triệu rồi, ba người là hết ba người lại vé máy bay hết 300 mấy 400 triệu rồi, thấy không? Bởi vì rất là say sẩm luôn á, cho nên là có những cô những chú qua bên đây cũng mấy năm rồi, họ không về Việt Nam ăn Tết, họ cũng muốn về Việt Nam ăn Tết, thì cũng mình cũng đi làm, mình tiết kiệm, mình tằn tiền chi tiêu lại rồi mới có được đồng dư, rồi mình về Việt Nam mình ăn Tết rồi cũng có được đồng dư chút xíu chút đỉnh, rồi mình mua quà và mình biếu dòng họ anh em cô bác gì hàng xóm rồi gì đó, đó mỗi người chút xíu rồi về ăn Tết cho vui. Chứ bên này Tết buồn á, bên này á họ Tết họ nói thiệt nha, Tết ở nhà Kiều chỉ mua thịt, Tết nhà Kiều chỉ mua thịt heo với con vị trứng về nhà, xong rồi làm nồi thịt kho tàu là xong. Trái cây, bánh kẹo, nước trái cây, sữa là những cái món thứ đó là nhà Kiều là mua tuần nào cũng mua, tháng nào cũng mua, nên là cái chuyện đó là bình thường. Trái cây lúc nào cũng có 5-7 món, 8-9 món là chuyện bình thường trong nhà Kiều luôn á. Rồi bánh kẹo nhà Kiều cũng hay mua nữa đó, nên là Tết nhà Kiều chỉ có mua thịt heo, trứng về kho cái nồi thịt lên kho tàu là xong, thấy có cái mùi Tết. Còn bánh tét á thì năm nào ba mẹ chồng cũng cho rồi, cho nên là không cần phải mua đó. Rồi củ kiệu dư món là chung luôn, hủ gì hồng năm nào cũng cho đó, vậy là xong á. Nhà Kiều Tết nó đơn giản lắm, kho nồi thịt kho tàu là xong. Còn bánh tét với củ kiệu là bên phía ba mẹ chồng phía gì cho rồi, cho nên là cũng không mua nó. Có nghĩa là không phải một mình nhà Kiều mà cũng có rất là nhiều những ngôi nhà người Việt ở Mỹ họ cũng vậy, họ cũng có những cái Tết rất là đơn giản. Mà cái Tết năm nay chúng vào thứ ba nữa thì mọi người đi làm chứ đâu có được đi chơi Tết đâu các bạn. Tại vì Tết này là Tết của Việt Nam chứ đâu phải Tết của Mỹ đâu mà được nghỉ đó. Bởi vậy là cũng Tết ăn gì trơn trọi, nó buồn ghê lắm. Nói chung Tết nó cũng như ngày thường, cũng chả có gì trơn trọi. Cộng đồng người Việt ở sống ở Mỹ cũng như là ở những nước khác thì cũng rất mong muốn là sẽ được về Việt Nam ăn Tết, tại vì Việt Nam ăn Tết rất là vui. Những ngày trước Tết rất là vui, mình đi ra chợ mua cái này mua cái kia, chợ đông. Rồi ở trước một cái người ta chở bông chở hoa lên đi xuống rất là nhìn đẹp mắt. Rồi có những nhà người ta sẽ ngồi người ta chè trứng đèn đó. Rồi những nhà nấu bánh tét, có những nhà nấu bánh tét nấu ăn sau, những nhà bánh tét người ta cũng đem đèn trước người ta nấu nấu bánh tét. Rồi những nhà gói bánh tét gói bánh chưng, rồi những nhà xúm xích nhau đi chợ, nay sắm này mai sắm cái kia, sắm bánh kẹo Tết, sắm mứt, sắm dưa, sắm dừa, sắm dứa, rồi sắm bánh, sắm kẹo tùm lum các kiểu, rồi sắm những một ít quà đã biếu tặng người này người kia, xong rồi làm kim chi dưa món củ kiệu, rồi làm mì rim. Chúc cho tao nói ở bên Việt Nam mỗi lần Tết là tao nói rất rất nhiều thứ để mà chuẩn bị luôn á. Rồi mua đồ ăn đồ uống là để chuẩn bị cúng, rồi mua đồ ăn đồ uống là để đãi khách, rồi mua nước ngọt, mua bia,
châu cho trời, các kiểu này kia rất là hoành tráng luôn, rất là hoành tráng luôn. Thiệt thật sự ăn Tết Việt Nam là hoành tráng nhất luôn á. Chứ còn ăn Tết ở Mỹ của người Việt, ăn Tết âm lịch thì đâu có gì đâu. Như nhà Kiều đó, cũng chả có gì trơn trọi như Tết năm vừa rồi, cũng ở nhà không chứ không chả đi đâu. Tại Tết năm vừa rồi trúng vào cái lúc bão tuyết ở Texas đó các bạn. Đó, rốt cuộc cũng đâu có Tết gì đâu. Còn Tết năm trước nữa mà Kiều đang có bầu em bé á, thì cái Tết năm đó cũng hình như là cũng trúng vào thứ bảy hay chủ nhật cuối tuần á. Thì hai vợ chồng Kiều Tết Tây, hai vợ chồng Kiều hình như Tết đó cũng có đi á, như là đi ăn dim sum hay ăn buffet xong đi về là xong luôn cái mùa Tết á, chứ cũng chả có gì trơn trọi. Nói chung là nó cũng buồn lắm các bạn à. Đó cho nên là năm nay không về thì mình cố gắng năm sau, mà năm sau không về ăn Tết thì mình cố gắng năm sau nữa, thì năm sau không về ăn Tết thì mình cố gắng năm sau nữa, chứ bây giờ biết làm sao. Nói chung là cũng cho nó cuộc sống nó ổn định tí xíu. Mọi thứ nó cũng ok tí xíu, rồi bắt đầu mình dành góp, mình tích góp. Ở Mỹ thì cuộc sống ở Mỹ thì nói chung là chi phí thì nhà nào cũng như nhà đó thôi. Thì mình cũng phải đóng bill này, bill nào, bill kia. Có tập mà Kiều cũng có chia sẻ ở Mỹ sống đóng bill nào á. Một tháng thì đóng tiền bill cũng có chục bill, mười mấy loại bill lận á các bạn. Rồi ăn uống giá cả ở Mỹ nó cũng đắt đỏ nữa. Một là ăn, hai là nhịn, cho nên là một là mình ăn, hai là mình nhịn. Mà nếu mình ăn thì mình phải có cái sự chi phí, mình có phải có sự mua, đúng không? Đó thì giá cả nó đã như vậy rồi, một ăn hai nhịn vậy thôi đó. Rồi cho nên là cũng phải đi làm, phải tằn tiện tích góp thì mới dư được vài trăm triệu, 400 triệu, 500 triệu, tùy theo cái thời giá nha. Có những cái lúc mà thời trước dịch á thì cái giá vé máy bay nó sẽ rỉ 700-800 đô trên một vé khứ hồi, là tầm khoảng 18-19, nói chung là tầm khoảng 20 triệu đổ lại trên một cái vé máy bay mà đi về Việt Nam. Đó là cái thời trước dịch. Còn cái thời mà trong dịch và hiện tại đang dịch này thì cái giá vé máy bay nó đẻ lên nhiều lắm, nó đẻ dao động lên rất là nhiều. Và hiện tại ở bên Việt Nam thì theo như là Kiều thấy, Kiều có hỏi người nhà của Kiều bên đó, thì cái giá đồ ăn đồ uống ở bên Việt Nam hiện tại bây giờ nó cũng đẻ tăng hơn hồi trước đó nữa. Đó, tất cả mọi thứ nói chung mỗi ngày nó đều tăng lên tí xíu nữa, cho nên là vật giá lúc này nó cũng phải tăng, phải leo thang lên đó. Bởi vậy cho nên là người Việt thấy ai mà về Kiều thấy ai về Việt Nam ăn Tết mừng vui thích hào hứng lắm. Còn mình chưa về thì từ từ mình về. Mẹ Kiều thì năm nào cũng nhớ, cũng mấy năm rồi cũng chưa về đó, thì mẹ Kiều cũng nhớ, cũng nhung nó không biết khi nào nó về ăn Tết. Chắc năm nay về hả, hai năm sau kia Kiều kêu chứ chưa biết nữa, khi nào về thì nói luôn chứ giờ nói trước bước tới ha. Cho nên là thôi thì mình cũng cố gắng thôi, chứ bây giờ biết làm sao. Đó thì cũng đó cũng là một cái chia sẻ về cái cuộc sống bên Mỹ, về những người Việt Nam họ muốn về ăn Tết ở Việt Nam. Nói chung là không phải ở Mỹ đâu, các bạn mà ở các nước khác cũng đều thích về Việt Nam ăn Tết, như Nhật, Pháp, Anh, Canada, Úc. Nói chung là tất cả những người Việt, cộng đồng người Việt mình sống ở nước ngoài thì họ đều mong muốn về Việt Nam ăn Tết. Đó, ai cũng vậy thôi, tại vì Việt Nam ăn Tết vui quá mà các bạn, quá xá vui luôn. Chứ bên nước ngoài thì Tết đâu phải Tết của họ đâu, chỉ là Tết của người Việt. Thì cũng phải nói chung là chuyện gì cũng sẽ tới thôi. Bây giờ thì người A, người B, người C người ta về Việt Nam, người ta ăn Tết, thì nay mai cũng sẽ tới lượt mình về ăn Tết thôi. Nhưng mà năm nào thì chưa biết. Chung là từ qua cũng mấy năm rồi mà chưa có về lại Việt Nam, nên chưa biết cảm giác về Việt Nam sau mấy năm xa vắng sẽ như thế nào. Nhưng mà theo có một vài người bạn của Kiều về Việt Nam á, sau mấy năm sống ở nước ngoài á, kêu là nói cảm giác lạ lắm, không như cảm giác hồi xưa nữa. Mà Kiều thì chưa có từng trải qua cái đoạn đó nên chưa biết phải chia sẻ như thế nào với các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái video này. Hãy cho Kiều một nút like, đăng ký và nhớ nhấn chuông tin 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 để khi có những cái video mới tiếp theo thì các bạn sẽ dễ dàng nhận hơn. Còn bây giờ thì bye bye. Bây giờ thì Kiều sẽ ăn nốt cái phần còn lại và làm một ít công việc nhà ha. Bye bye.